Ok, à, vâng, xin chào tất cả các bạn Thì tại hội nghị ASCO năm 2023 diễn ra trong tuần vừa rồi từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 Thì trong cái phiên đầu cổ, bác sĩ Wan Chen tại khoa điều trị ung thư vùng hầu của trung tâm ung thư của đại học Sun Yat-sen tại Quảng Châu, Trung Quốc đã trình bày một cái nghiên cứu mới về ung thư vùng hầu Thì hôm nay mình sẽ tóm tắt lại phần trình bày của ông Nếu như các bạn muốn nghe cái phiên bản tiếng Anh thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link trong cái phần mô tả của video này À, ok chúng ta cùng bắt đầu nhé Thì cái nghiên cứu của ông, ông nói về à, hóa trị dẫn đầu hay là hóa trị ghép ứng induction chemotherapy kết hợp với lại xạ trị đơn thuần so sánh với lại hóa xạ trị đồng thời dựa trên cisplatin trong ung thư vùng hào tiến triển tại chỗ tại vùng thì như chúng ta đã biết rằng theo NCCN á, thì hóa xạ trị đồng thời hiện nay vẫn là điều trị tiêu chuẩn đối với ung thư vùng hào tiến triển tại chỗ tại vùng với mức độ chứng cứ là 2B và cái ưu điểm của các phương pháp này thì dựa trên mức độ chứng cứ như vậy nó nên nó được xem là phương pháp điều trị chính yếu bên cạnh đó nó cũng có những cái nhược điểm đó chính là gây tăng độc tính và làm cho bệnh nhân kém dung nạp uh, high toxicity and poor tolerance và một nhược điểm nữa đó là kém hiệu quả trong việc kiểm soát di căn xa thì bên cạnh đó thì người ta cũng có một cái các tiếp cận khác đó chính là hóa trị gây đáp ứng hay là hóa trị dẫn đầu. thì với cách tiếp cận này đó thì người người ta dựa trên những cái ưu điểm là bệnh nhân sẽ dung nạp tốt hơn, à, cái khối u nó sẽ đáp ứng nhanh hơn và làm giảm thất bại trong việc di căn xa. tuy nhiên một cái nhược điểm ở đây là sẽ thiếu về mặt chứng cứ và cũng dựa trên cái mặt nhược điểm đó thì nhóm tác giả đã đưa ra một cái câu hỏi nghiên cứu là liệu rằng cái hóa trị dẫn đầu hay là hóa trị gây đáp ứng này nó có thay thế được cái hóa trị đồng thời trong cái điều trị ung thư vùng hào giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng hay không thì dựa trên câu hỏi nghiên cứu thì nhóm tác giả mới thiết kế cái nghiên cứu như thế này tất cả những bệnh nhân ung thư vùng hầu tiến triển tại chỗ tại vùng người ta thu nạp người ta chia làm hai nhánh một nhánh đó là người ta sử dụng hóa trị gây đáp ứng hay là hóa trị gián đào bằng phát đồ gemcitabine và cisplatin ba mỗi 3 tuần với liều là gemcitabine là 1g trên mét vuông da ngày 1, ngày 8 và cisplatin là 80mg trên mét vuông da ngày 1. Sau đó sẽ được xạ trị đơn thuần với kỹ thuật Aramati à, uh, với liều là 66 trên 70 g Nhánh thứ hai á, đó là nhánh người ta sử dụng điều trị tiêu chuẩn hóa xạ trị đồng thời dựa trên cisplatin với liều cisplatin là 40mg trên mét vuông da à, uh, trên một hàng tuần à, uh, tổng cộng là 7 chu kỳ kết hợp với lại xạ trị AMT cũng liều tương tự là 66 đến 70 gram thì à, đây là cái tiêu chí thu nhập bệnh nhân là bệnh nhân ung thư vùng hào theo à, phân loại của WHO à, với tiếp 2, 3 à, bệnh nhân ung thư vùng hào tiến triển tại chỗ tại vùng local regionally advanced à, với cái với cái giai đoạn đó là bướu T1 đến T4 N2, N3 hoặc là T3, T4, N1, N0 và không có gì khác xa cỡ mẫu người ta ước tính là khoảng 236 bệnh nhân và cái primary endpoint tức là tiêu chí chính của nghiên cứu này đó là uh, two year failure free survival là cái sống còn không bạn thất bại 2 năm uh, và một cái tiêu chí nữa đó chính là cái non inferiority margin tức là cái biên nghiên cứu đó, nó nó tranh giới nghiên cứu đó, nó không thua kém giữa hai nhánh là 10%. Thì cái thời gian nghiên cứu nó là từ bắt đầu tháng 6 năm 2015, người ta chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ tháng 6 2015 15 thu nhập bệnh nhân đến tháng 4 năm 2019. À sau đó tháng 12 năm 2022 sẽ phân tích số liệu và tháng 6 năm 2023 là đã báo cáo số liệu thì số liệu nó được mới báo cáo gần đây. À vâng và cái nghiên cứu này đã thu nạp được tổng cộng là 261 bệnh nhân. Tuy nhiên có 12 bệnh nhân từ chối điều trị nên còn lại là 249 bệnh nhân. Người ta chia làm hai nhánh, một nhánh là hóa trị gây đáp ứng hao rất hóa trị dẫn đầu với tổng số bệnh nhân 124 bệnh nhân và một nhánh là hóa sự đồng tờ với 125 bệnh nhân thì cái bảng phía bên tay phải này đó là cái đặc điểm của dân số nghiên cứu chúng ta thấy rằng trên 90 phần bệnh nhân cả hai nhánh đều là giai đoạn T3 T4 ở đây chúng ta thấy là 60,5 cộng với 30 là trên 90 phần tương tự 66 cộng với 24 là trên 90 phần à, giai đoạn hạch N1 N2 cũng chiếm trên 90 phần ở cả hai nhánh về mặt điều trị thì ở đây người ta nhận thấy cái liều trung bình của cisplatin ở nhánh hóa trị gây đáp ứng là 160 mg trên mét vuông da, còn ở nhánh hóa trị đồng thời là 240 mg trên mét vuông da. Bệnh nhân sẽ được nhận full liều nếu như mà ở nhánh hóa trị dẫn đào là full liều tức là không có giảm liều. Với gemcitabine và cisplatin là chiếm chiếm 87,9%. Tương tự bệnh nhân mà nhận full liều điều trị ở nhánh hóa sạch trị đồng thời là 82,3% cũng gần tương tự với nhau. À, về mặt liều xạ đó thì chúng ta ở đây chúng ta thấy là mà liều xạ lên hạch, liều xạ lên u à, cũng như cái số phân liều và à, quá trình xạ trị đó. cả hai nhánh đó là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Ở đây chúng ta thấy nè, liều xạ của PTV lên ung thư vùng hầu cũng 70 g nè, liều hạch là cũng xem xem à, 67 68 g. Về cái thời gian điều trị đó là tính bằng ngày là cũng trung bình là khoảng 42 đến 44 ngày à, không có sự khác biệt giữa cái hai nhánh điều trị à, về cái đáp ứng của vật điều trị á, người ta nhận thấy rằng cái đáp ứng toàn bộ hay đáp ứng tổng thể overall response rate ở cái nhánh mà hóa trị gây đáp ứng sau một tuần đó là 83.1% à, và sau 3 tháng điều trị thì người ta cũng so sánh đáp ứng của cả hai nhánh người ta nhận thấy rằng cái đáp ứng của nhánh hóa trị dẫn đào so với là hóa sợi đồng thời cũng gần tương tự với nhau một bên là 97.6% một bên là 92% trăm à, khi phân tích kết quả đó, thì người ta nhận thấy sau 60 tháng hay là 5 năm theo dõi thì số ca thất bại giữa cả hai nhóm gần là như nhau à, tuy nhiên ở đây có một điểm chúng ta cần lưu ý là cái thất bại tại chỗ đó, đối với lại nhánh mà hóa trị dẫn đào đó, thì nó cao hơn so với lại cái À, hóa xạ trị đồng thời à, ở đây là mặc dù p không có ý nghĩa thống kê nhưng mà cái số lượng K nó thì nó cao hơn ngược lại cái nhánh mà hóa xạ trị đồng thời đó, thì cái số lượng ca mà thất bại về mặt di căn xa đó thì nó lại cao hơn so với lại cái nhánh mà hóa trị dẫn đầu à, như vậy chúng ta thấy rằng à, cái xu hướng thất bại nó cũng khác nhau ở cả hai nhánh à, và sau khi thất bại đó, thì bệnh nhân cũng sẽ được điều trị cứu vớt ở cả hai nhánh và cái phương pháp điều trị cứu vớt cũng cân bằng ở cả hai nhóm và đây là cái kết quả về sống còn sau 5 năm theo dõi. Ở đây bạn có thể thấy rằng cái sống còn không bạn thất bại tại thời điểm 2 năm, tức là ứng với lại cái tiêu chí chính của nghiên cứu là 90,2% ở cái nhánh hóa trị dẫn đào so với lại 86,3% ở cái nhánh hóa sợi đồng thời. Tuy nhiên nó không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và khi theo dõi 5 năm thì con số này là 78,5% ở nhánh hóa trị dẫn đào so với 77,4% ở nhánh hóa sợi đồng thời. Như vậy một lần nữa các bạn có thể nhìn trong cái bảng phía bên phải này nữa, thì người ta mới kết luận rằng cái sống còn không bệnh thất bại 2 năm của nhánh hóa trị dẫn đào kết hợp với xạ trị MRT thì nó non inferior inferior to concurrent chemo therapy, tức là nó không thua kém gì so với lại cái nhánh hóa xạ trị đồng thời. Về mặt độc tính thì bạn có thể nhận thấy rằng ở nhánh hóa trị dẫn đào cộng với lại xạ trị thì nó có độc tính độ 3 trở lên nó ít hơn so với nhánh hóa xạ trị đồng thời cụ thể ở đây đó là độc tính độ 3 của nhánh mà điều trị hóa trị dẫn đầu là 43,3% so với lại 60,7% và các tác dụng phụ ở đây chủ yếu đó là giảm bạch cầu này thiếu máu này viêm niêm mạc buồn non và non về chất lượng cuộc sống thì người ta nhận thấy rằng hóa trị dẫn đầu kết hợp với lại MRT kết hợp với lại xạ trị MRT đơn thuần á, thì nó có chất lượng cuộc sống có ý nghĩa tốt hơn so với nhánh hóa xạ trị đồng thời à, thì điều này cũng rõ ràng à, bệnh nhân có tác dụng phụ ít hơn thì nó cũng sẽ kéo theo chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sẽ sẽ tốt hơn à, và khi phân tích hậu kiểm định á, thì người ta nhận thấy rằng không có sự khác biệt về cái thể tích bia điều trị cũng như liều ở giữa hai nhóm trong cái vòng hầu và hóa trị dẫn đầu kết hợp với lại à, xạ trị ematine cho thấy cái thể tích xạ và cái liều lên hạch nó thấp hơn so với lại hóa xạ trị đồng thời. Ở đây chúng ta thấy cái thể tích của GTV và PTV là khác biệt trên hạch và trên u khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tương tự liều xạ Dmax và Dmin nó cũng khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa hai nhánh hóa trị dẫn đầu và hóa xạ trị đồng thời. À, một cái phân tích khác người ta cũng phân tích đó chính là cái về tác dụng phụ thì ở đây người ta nhận thấy cái liều lên xương hàm này lên tuyến mang tai và thanh quản ở nhóm mà hóa trị dẫn đầu à, thấp hơn so với nhóm hóa xạ trị đồng thời tuy nhiên cái liều ở thăng não liều ở tủy sống liều ở giao thoa thị giác và liều ở tiếng yên ở cả hai nhánh là tương tự nhau thì tác giả đưa ra một số cái à, giới hạn của cái nghiên cứu này đó là thiếu sự kiểm soát chủ động và ông cũng nói rằng hóa xạ trị đồng thời à, hiện nay nó thì không còn được à, không còn là một phát đồ được ưa chuộng đối với lại ung thư vùng hào tuyến điện tại chỗ tử vùng và liệu chăng à, cái xu hướng sẽ là hóa trị dẫn đầu cái hợp với xạ trị đơn thuần à, có thể là so sánh với lại hóa trị dẫn đầu cái hợp với lại hóa xạ trị đồng thời thì có thể đây là một cái câu hỏi mở ra trong nghiên cứu trong tương lai một giới hạn thứ hai đó là bệnh nhân chỉ nhận được hai chu kỳ của uh, hóa trị dẫn đầu và đây chỉ là một cái nghiên cứu lâm sàng đơn trung tâm à. thì cuối cùng tác giả mới đưa đây một cái kết luận đó là hóa trị dẫn đầu hay là hóa trị gây đáp ứng sau đó xạ trị với imatin đơn thuần thì cho thấy non inferior tức là không thua kém gì so với lại hóa xạ trị đồng thời kết hợp với xạ trị trong cái sống còn mà không bạn thất bại đối với lại ung thư vùng hào tiến triển tại chỗ tại vùng à, thì hóa trị ở đây nó là gemcitabine và cisplatin trong hóa trị dẫn đào nó cho Thái được ít độc tính độ ba hơn và chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn so với lại hóa xạ trị đồng thời trong cái kỷ nguyên của imatin và ông cũng nhấn mạnh rằng hóa trị dẫn đào có thể nay là một cái phương pháp thay thế hóa xạ trị đồng thời trong ung thư vùng hào tiến triển tại chỗ tại vùng và một điều đặc biệt nữa là đây là một cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha 3 đầu tiên mà không sử dụng đồng thời với lại platinum trong điều trị ung thư vùng hào tiến triển tại chỗ tại vùng và đây là cái khoa của bác sĩ này đang công tác Vâng, bài trình bày đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nhớ like, share và subscribe để theo dõi các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.